Ok, chúng ta cùng đến với xét đấu thứ 3. Xét đấu thứ 3 cuộc đối đầu giữa Lê Duy Nam của Bộ Công an và tay vợt Kim Thuận của Đồng Nai. Điểm số đang là 7-3 nghiêng về phía Lê Duy Nam, tay vợt áo xanh phía gần màn hình của chúng ta. Vâng, đây là trận đấu thứ 3 ở nội dung đồng đội giữa Đồng Nai và Bộ Công an. Hiện tại thì ưu thế đang nghiêng về phía Bộ Công an với chiến thắng ở hai trận đơn trước. Chiến thắng trận đơn đầu thuộc về tay vợt Phạm Văn Thịnh. Và chiến thắng thứ 2 thuộc về tay vợt Quốc Học. Và đây đang là trận đơn thứ 3. Được cầu rất mạnh từ Lê Duy Nam, rất bất ngờ, tuy nhiên cầu ngoài sân. Điểm số rút ngắn 5-7 cho Đồng Nai. Cầu vẫn trong sân. Vâng, 6-7 cho Đồng Nai. Lê Duy Nam cần bình tĩnh hơn. Lê Duy Nam đập nhiều quá không phải là cách thực sự. Tay vợt Đồng Nai đánh cầu thủ rất tốt. Lại vội vàng rồi. Điểm 7 đều. Vâng, vẫn thủ cầu được rất tốt. Tuy nhiên sau đó pha bỏ cầu rất sát lưới của Kim Thuận. 8-7 cho Kim Thuận. Vâng, điểm 7-2 và bây giờ là 8-7. Lên một phát 6 điểm luôn. Chém cầu rất tốt từ Lê Duy Nam bên tay. Đập cầu rất gắt. 9-7 cho Kim Thuận Đồng Nai. Vâng, rất tốt. Điểm rút ngắn 8-9 cho Lê Duy Nam. Lại ngoài sân mất rồi. Điểm 18 cho Kim Thuận Đồng Nai. Có vẻ đang có sự vội vàng trong tâm lý của Lê Duy Nam. Rất tốt. Cầu rất sát lưới. Điểm rút ngắn 9-10. Thủ hay thế nhá. Quá nhanh và tốc độ. Điểm 10 đều. Một pha thủ cầu xuất sắc của Lê Duy Nam. Cổ tay rất khỏe. Trận đấu thứ 3 vẫn căng thẳng như thế. Lại đập cầu vào lưới rồi. Hôm nay Lê Duy Nam phá lưới hơi nhiều. Phải hết cả lưới của Thái Nguyên này. Tình hình tối nay ban tổ chức thay thảm thì lên thay lưới luôn. Để tránh tình trạng mai phải thay lưới mới. Nam hôm nay đập cầu hơi gắt vào lưới hơi nhiều. Vội. Các bạn đằng kia nó thủ cũng tốt, đập cũng không ăn thua gì. Đập có ăn thua đâu mà. Cho dù là mạnh. Chúng ta tiếp tục đến với xét đấu thứ 3, trận đối đầu giữa Đồng Nai và Bộ Công an. Tay vợt Kim Thuận, tay vợt đến từ Đồng Nai. Cầu không qua lưới.
Điểm 11 đều cho Lê Duy Nam của Bộ Công an. Điểm số 11 đều. Cầu ngoài sân, một pha bỏ cầu chính xác của Lê Duy Nam. 12-11. Rất hay từ tay vợt. Ôi chắn. Như nào đây? 12 đều. Không cũng chưa thể kịp phản ứng trước tình huống đó. Rồi, không còn nữa rồi. 13-12 cho Lê Duy Nam. Hay. Cổ tay rất khỏe. Hay thế nhỉ? 14-12 cho Lê Duy Nam. Quốc Ngọc đang cổ vũ cho Lê Duy Nam. Điểm 15-12 cho Lê Duy Nam và khoảng cách 3 điểm được tạo ra. Không, không anh ạ. Trận này mà thắng là thôi, là nghỉ thôi. Cũng muộn rồi, bây giờ tầm mấy giờ anh ạ? 10 giờ, 10 giờ. À thế thì còn sớm. 10 giờ mà tí thôi. 10 giờ 7 phút. Cố lên chị ơi. Đấm mệt cho đồng đội. Hay quá. Cơ hội tấn công. Vẫn thủ được kìa. Một pha thủ cầu xuất sắc của tay vợt Kim Thuận đến từ Đồng Nai. Điểm 14-15 cho Đồng Nai. Thủ cầu rất kiên cường. Đáng tiếc là pha cầu bỏ nhỏ hai nhịp của Lê Duy Nam lại không qua lưới. 15 đều, 3 điểm số liên tục cho Kim Thuận. Thủ cầu rất hay, cơ hội tấn công cho Lê Duy Nam. Nhưng có vẻ hơi chậm rồi. Không còn nữa rồi, rất hay. 16-15 cho Lê Duy Nam. Còn có vẻ lượng cổ động viên cổ vũ cho Lê Duy Nam nhiều hơn. Lợi thế vẫn đang nghiêng về phía Lê Duy Nam. Điểm 16-15. Rồi vẫn trong sân. 16 đều. Rõ ràng cả 3 set đấu hai tay vợt này đều giằng co nhau từng điểm số 1. Điểm 16 đều. Set đấu thứ 3 sẽ đấu quyết định thắng thua. Ok, rất tốt. Đập cầu rất mạnh và rất chính xác. 17-16 cho Lê Duy Nam. Rồi, không còn nữa rồi. 18-16 cho Lê Duy Nam. Tiến Minh chắc là sáng mai đánh.
19-16 cho Lê Duy Nam. Tay vợt Kim Thuận đang hơi vội vàng rồi. Trước đầu thứ 3. Ngoài sân. 20-16 cho Lê Duy Nam. Rất hay, trận đấu kết thúc 21-16. Vâng, vậy là những phút thi đấu cuối cùng trận đấu thứ 3, Lê Duy Nam đã vươn lên mạnh mẽ với cảm giác rất tốt. Lê Duy Nam đã giành chiến thắng rất thuyết phục 21-16. Cảm ơn mọi người đã thèm xem cái video này của Hùng. Hẹn gặp lại mọi người vào các live stream và các video sau của Sport Hùng. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Sport Hùng Badminton để cập nhật và để xem những trận đấu hay nhất. Đinh Quang, Thu Thảo, trận đấu Đồng Nai, điều hành trận đấu trên là chính Anh Tuấn, là đầu cầu Danh Tùng. Phải đánh đủ 5 trận. Phải đánh đủ 5 trận. 5 tháng 3 mà. Đấy, 5 tháng 3 nhưng sao họ vẫn bắt đánh 5 trận là sao nhỉ?